chào mọi người. Hôm nay lại đến chủ nhật cuối tuần, lại tiếp tục đi câu. Thì hôm nay đi với bạn Đan. Hôm nay hai thằng chủ yếu đi câu Ikeda mọi người. Thì câu Ikeda thì chỉ câu bằng mồi bột thôi. Thấy hôm nay hai cô chú bên kia đang lấy hào bên kia à, qua thả ngay đó. Thì chỗ câu Ikeda mà chỗ nào lấy hào thả xuống thì khỏi cần xả mồi. Cứ thế mà giật thôi. Ngay đi cũng không ít cần, không có gì mồi nhiều nên không có giới thiệu được mọi người. Thì hôm nay để ra cần lấy cá thôi. Ok, để lấy cần lên bè của chú này, chú gì không biết tên, nhưng mà lên câu mấy lần rồi. Đây này đợt câu cũng nhiều cá lắm. Thử nào. Ok, để thôi. Đi ra hiệu quả đây. Vừa làm hào ngồi đây câu là đúng lý tưởng. Rồi đang quay đâu hả? Dạ. Lên TV luôn nha. Đây có một con có nhớt rồi anh em. À, bấm máy, quên bấm máy quay luôn. Nói chung bữa giờ test thì sảy không à, không bắt được. Giờ test lại rồi, bắt được cá rồi. Nước này mà đi giờ nào không được, mùa này nữa. Mùa quắc là phải tranh thủ đi sớm. Mùa quắc nước ngập cái cầu luôn rồi. Nước vô tới nhà không? Nó chạy luôn. Nhấp đúng hai cái. Đó đó. Dính rồi đó. Chạy dữ vậy. Trời vậy mà nhỏ gì nữa. Ơi có chừng sức ra, gần sức ra. To hơn rồi đó. Ê, thấy không? Lúc mà lên nó khỏe lắm. Tỉnh. Kê hai thằng làm được ba con nhỏ nhỏ, giờ lên đây test. Trời nó cắn. Giờ lên đổi bè, dứt cái bè này thử coi.
con cá cái này dịch quét lử thấy cả cả một vấn đề rồi. Ăn hàu luộc là biết rồi. Cái ruột á. Ờ. 200 mấy ký đó. Bán thấy bán hàu ký 120 ký à. Hàu nhỏ nhỏ không, hàu chà bá rồi. Tái chanh dứt. Ngọt liệm. Sao mới ra làm phát hai con nhanh nè. Chạy dữ vậy. Chạy dữ vậy, chạy dữ vậy, ư sốc hầm trên nè, coi quét lử không. Con nó báo tin hay gì vậy? Trời. Cái hụt hồi luôn. Vô dây nào rồi.
Nhìn sốc không được nữa. Sốc luôn mắt. Sốc vẫn sốc được nữa nè. Sốc vô mắt. Cá dữ nhiều. Vậy mà không dính trời. What? Đục xuống luôn đó. Tưởng đâu tự sắp luôn rồi chứ. Còn chứ đó. Từ từ ông được nắm nắm vòng dây đó. Ông nắm cái dây hào giùm tôi á. Đó cái dây nào á. Còn to lắm. Chưa ra. Ông mua cần vòng dây cước đường tôi đi. Đứng đây. Con vô chú Sa. Dạ kết chấp. Mười mấy con á chú Sa. Hàng khủng rồi. Chạy. Lo nói chuyện, lo nói trời nói đất. Buông ra nha. Tao đi lên ngã ba nó không.
Ôi con này bự dữ vậy. Nuốt lử rồi. Xuống dưới nó chảy cái. Không sao đâu, con đừng sợ. Dính vào dưới là con đang ăn sâu rồi. Khóa mà lấy lại nha, khóa mà lấy nó dính. Mãi đỉnh. Đúng là cao thủ có khác thấy không? Qua là lên hàng liền, sai này không phải không? Một càng một thôi, nói chuyện chơi thôi. Về nồi canh chua. Rồi mới về tới nhà anh em. Tại vì nãy mấy con này máy hết pin là không quay được. Mấy con này khúc cuối dính được nè. Khúc cuối dính được, hai con này cũng to. Hai con này cũng được ký mấy. Còn ngày sáng này hai thằng thì được mấy con này thôi. À, sáng giờ sảy không à. Không rồi, sảy giờ cũng sảy mấy con á. Câu chưa quen, thằng câu chưa đạt. Nói chung là mới chơi Mowigra này cũng không quen lắm, nhưng mà như vậy là cũng cảm thấy ok rồi nha mọi người. Cũng ổn định, ổn áp rồi đó. Với thầy mồi luôn. Thôi mồi đó mình bắt chước người ta mà. Chừng nào mình tìm hiểu thêm nữa xong rồi mình giới thiệu sau. Thôi cũng tạm biệt anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Thì xem video cho xin một like và một đăng ký nha anh em. Rồi tạm biệt. Hẹn mọi người video tiếp theo.